Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Mình là Duy đây. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nội dung thứ hai, đó là đăng bài viết mới. Ở lần trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta tương tác với cái bạn quản trị của cái team ở trong phần admin. Tuy nhiên là mình mới hướng dẫn sơ qua thôi, thì mình sẽ để dành lại những cái phần hướng dẫn sâu hơn ở những cái video cuối cùng. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để chúng ta xóa những cái bài viết cũ đi và chúng ta đăng những cái bài viết bằng tiếng Việt lên trên website hiện tại, thay thế cho những cái bài viết demo. Rồi sau đó chúng ta sẽ tùy chỉnh từ từ cái giao diện của mình làm sao mà cho nó thuần Việt nhất. Tức là khi mà các bạn nhìn vào, khách hàng chúng ta nhìn vào, các độc giả của chúng ta truy cập vào website thì họ sẽ thấy trang web của mình hoàn toàn là tiếng Việt, chứ không có lởm chởm vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, hoặc là toàn bộ là tiếng Anh hay là như thế nào đó, nó rất là lung tung. Rồi các bạn nhìn trên màn hình, đây là lần trước cái giao diện mình hướng dẫn cho các bạn đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp theo, chúng ta sẽ xóa tất cả những cái bài viết này đi và chúng ta đăng bài viết tiếng Việt chúng ta lên. Các bạn truy cập vào phần admin, mình mở thêm một cái tab mới cho nó dễ dàng. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần bài viết, tất cả bài viết. Rồi tiếp theo các bạn chọn tất cả, chúng ta bỏ vào thùng rác ha, bấm nút áp dụng. Quên, xin lưu ý các bạn rằng là những cái nội dung mà thao tác như thế này đều đã được trình bày ở trong cái series WordPress cơ bản rồi. Nếu bạn nào chưa xem hãy quay lại xem trước khi chúng ta xem tiếp ha. Bởi vì trong những cái thao tác về cơ bản mình sẽ làm nhanh rồi, mình sẽ không nói từng bước nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý, chúng ta tập trung vào màn hình để chúng ta xem. Mình sẽ xóa hết tất cả bài viết này đi cho tới khi nào mà không còn bài nào nữa. Rồi mình xóa luôn thùng rác luôn. Mình cũng sẽ xóa luôn tất cả chương 1 trong này, bởi vì nó không còn liên quan tới cái website của mình. Rồi sau đó là mình sẽ vào thư viện, mình xóa tất cả những cái hình ảnh luôn, tại vì những cái hình ảnh này đi kèm với bài viết. Nếu như chúng ta xóa bài viết rồi thì chúng ta nên xóa luôn hình ảnh. Các bạn sẽ chọn vào chưa được đính kèm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn tất cả và xóa bình luận. Rồi chúng ta qua phần trang. Hiện tại mình có là trang chủ, chính sách bảo mật không cần thiết nữa, mình cũng xóa luôn. Rồi chúng ta cũng vào thùng rác, chúng ta xóa thùng rác luôn. Rồi mình kiểm tra lại một lần nữa phần plugin, coi có cái nào chưa xóa thì chúng ta xóa ha. Những plugin nào không sử dụng, ví dụ như Hello Dolly, Chào Dolly nè, xóa luôn. Newsletter, Akismet là trong cơ bản mình hướng dẫn rồi. Ở đây nâng cao nữa mình không hướng dẫn lại ha, mình xóa luôn cái này đi. Rồi về giao diện, giao diện đây chúng ta sẽ chừa lại đúng một cái giao diện là 2017 thôi, còn lại các bạn sẽ xóa. Rồi như vậy hiện tại chúng ta chỉ có giao diện newspaper là chúng ta đang sử dụng, và cái giao diện mặc định là 2017 chúng ta để lại ha. Rồi bây giờ các bạn ra trang chủ chúng ta F5 lại xem. Đây, toàn bộ website của mình đã rất là gọn rồi. Tiếp theo mình sẽ đăng bài viết mới.
Bây giờ giả sử như mình lấy một cái trang nào đó đi, ví dụ marketing2.admicro.vn đi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm đi trang vậy luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo chương mục. Đây mình ở đây chỗ này thì vì nó quan trọng nên mình nhắc một chút xíu, lỡ bạn nào có quên ha. Trước khi mà chúng ta đăng bài viết mới thì đầu tiên các bạn sẽ bước 1 là gì? Tạo chương mục ha. Khoan vội đăng bài viết, các bạn sẽ tạo chương mục trước cho mình. Rồi. Mình sẽ có danh sách chương mục. Tức là gì? Các bạn, bước đầu tiên là chúng ta sẽ liệt kê tất cả các chương mục cần tạo. Rồi, tiếp theo bước thứ hai là chúng ta sẽ vào admin. Tới phần là category, tức là phần chương mục. Rồi, tiếp theo là tạo chương mục. Rồi, bước thứ hai các bạn mới làm là gì? Tạo bài viết mới, hay mình nói là đăng bài viết mới. Rồi, thì bước thứ nhất đầu tiên tạo chương mục. Ở đây mình lấy luôn chương mục y chang vậy luôn cho các bạn. Tin tức kiến thức marketing, case study, marketing theo ngành, và cái cuối cùng bỏ đi ha, sản phẩm Admicro là cái sản phẩm của người ta, mình không cần thiết. Rồi bây giờ các bạn vào bài viết, chọn chương mục. Chúng ta sẽ có chương mục là gì? Đầu tiên là tin tức. Rồi tiếp theo, kiến thức marketing. Case study. Marketing theo ngành. Rồi, cái cuối cùng là cuối cùng bỏ đi. Rồi bây giờ chúng ta tạo chương mục con. Trong tin tức có xu hướng, tin trong nước, tin quốc tế, tin thương hiệu. Trong xu hướng là có, thứ nhất là tin trong nước. Rồi, tin quốc tế. Rồi, thương hiệu. Rồi, kiến thức marketing thì ta có là digital marketing, video marketing, email marketing, content marketing. Mình sẽ tạo đại diện ha các bạn. Digital marketing. Kiến thức. Rồi. Rồi, video marketing. Content marketing. Rồi, SEO. Rồi, email marketing. Rồi, case study thì mình có case study thương hiệu và chiến lược thương hiệu. Mình có case study của thương hiệu. Chiến lược thương hiệu. Mình sẽ làm nhanh nha các bạn, để tránh mất thời gian. Rồi, marketing theo ngành thì có là gì? Bất động sản, FMCG, giáo dục. Mình tạo đại ba cái đi. Mình có là ngành bất động sản. Ở đây chọn marketing theo ngành. Rồi, ngành FMCG. Rồi, ngành giáo dục. Ngành du lịch, ví dụ vậy. Rồi. Như vậy là mình đã tạo xong bước thứ nhất, tạo chương mục, mình đã hoàn tất rồi ha. Tiếp theo mình qua bước thứ hai là bắt đầu đăng bài viết mới. Mình sẽ làm nhanh luôn. Rồi, đầu tiên chúng ta đăng cái bài viết thuộc cái nội dung là tin tức, tin trong nước. Đây, AFF Cup Việt Nam vừa mới vô địch. À, chúng ta đăng bài viết này lên cho nó hot. Rồi,
các bạn theo dõi ha. Mấy cái này mình không có nói ha, mình thao tác cho nó nhanh thôi. Rồi mình cũng đi copy luôn. Bài này là của tin tức à, tin trong nước ảnh đại diện, mình theo ảnh đại diện về. À, lưu ý các bạn nha, khi mà chúng ta lưu cái ảnh đại diện của một cái website nào đó thì các bạn đặt tiêu đề cho nó có chứa từ khóa mà các bạn muốn làm SEO, ví dụ như bài này đang là AFF Cup hay gì đó, AFF Cup hoặc là gì Cup Suzuki Cup 2018 gì đó, thì các bạn nhớ đặt cái từ khóa vào cái phần tiêu đề và những cái phần chú thích và phần bản lề thế mô tả thì các bạn nên chứa từ khóa luôn ha. Ở đây mình sẽ làm nhanh thôi, bởi vì trong cái series WordPress nâng cao này mình không có nói về SEO, mình sẽ nói SEO ở trong những cái series mà chuyên môn hơn. Ở đây thì mình sẽ làm nhanh cho các bạn biết cái hình thức trước cái đã, rồi sau đó các bạn sẽ đi vào những cái nội dung chi tiết sau. Rồi cứ mỗi chương một thì mình đăng ví dụ như 2 bài. Lưu ý các bạn rằng là khi mà chúng ta đăng bài viết xong thì các bạn nên coi sơ lược lại toàn bộ cái bài viết, coi nó có cái vấn đề gì không để mà chúng ta sửa chữa kịp thời, chứ các bạn đăng qua rồi thì chúng ta ít khi nào chúng ta xem lại lắm. Mà đảm bảo với các bạn rằng là khi chúng ta không xem lại thì kiểu gì thì nó cũng sẽ bị lỗi, hoặc là kiểu gì nó cũng không có chỉnh chu. Cho nên là lưu ý các bạn là chúng ta đăng cái gì lên chúng ta nên xem qua một lượt rồi chúng ta hãy đi tiếp. Rồi tiếp theo mình sẽ đăng về tin quốc tế thôi, cái tin tức này xong rồi ha, mình qua bên kiến thức marketing đi, digital marketing. Mình cũng đi copy nội dung luôn. Đây, copy ha. Rồi chỗ nào nó không hiển thị thì các bạn xóa đi. Đấy, chúng ta chỉ cần coi lần lượt qua rất là nhanh thôi. Chỗ này là cái phần mà mục lục á, mục lục đó thì chúng ta sử dụng login sau, các bạn xóa luôn cho nó gọn. Ở đây là kiến thức marketing, digital marketing, chúng ta chọn vào. Rồi cuối cùng là đặt ảnh đại diện. Rồi chúng ta qua case study về thương hiệu.
cứ mỗi một cái chương mục mình làm hai bài thôi ha các bạn, để chúng ta tránh bị mất thời gian. Lưu ý là cái này vì đang làm demo hướng dẫn thực hành cho các bạn cho nên là mình sẽ đi copy bài viết cho nó nhanh. Trên thực tế là nếu các bạn copy bài viết thì kiểu gì website của bạn cũng sẽ rất là khó lên top Google, hoặc là nặng hơn các bạn sẽ bị chủ website, tức là cái người nào đó chủ website mà bạn đi copy nội dung á, họ sẽ report, thì kiểu gì website của bạn cũng sẽ gặp vấn đề với Google thôi. Cho nên xin lưu ý các bạn rằng việc đi copy không phải là một trong những cái việc mà mình khuyến khích. Mình đang ở nội dung case study thương hiệu rồi, chọn tiếp theo hình ảnh là gì, khi mà các bạn làm nhanh qua rồi và chúng ta thuần thục rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ làm nhanh hơn mình. Tiếp theo là marketing theo ngành thì mình sẽ chọn đại, ví dụ như là FMCG đi. Rồi mình cũng sẽ đăng hai bài viết của FMCG. Rồi các bạn đi coi lại một lượt xem coi có cái phần nào mà nó bị lỗi, ví dụ như cái này. Rồi một lượt, rồi chọn chương mục là FMCG và chúng ta chọn ảnh đại diện cho nó. Rồi mình thêm một bài nữa là Aquafina. Đây là cũng là FMCG. Rồi, anh đây gì? Rồi như vậy là mình đã xong ha tất cả các chuyên mục. Bây giờ các bạn ra ngoài trang chủ chúng ta xem coi có gì thay đổi hay không. Đấy. Nói chung là nội dung bài viết này nọ là chúng ta đã có rồi. Nãy giờ là để coi 2, 4, 6, 8, mình cũng đăng được 8 bài rồi ha. Đấy thì chỉ 8 bài thôi là các bạn đã thấy là website mình đã có sự thay đổi rõ rệt rồi. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là gì, chúng ta chỉnh lại cái menu này. Cái menu này là đang làm sai, không có đúng. Chúng ta sẽ chỉnh lại là menu tiếng Việt. Các bạn vào phần giao diện chọn menu, chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta không, chúng ta kéo qua đây để tham khảo. Rồi, các bạn chọn là header menu ha. Những cái này là cũ rồi, chúng ta xóa nó đi bằng cách
bấm vào xóa bỏ. Rồi sau đó các bạn chọn vào chương mục xem tất cả. Chúng ta sẽ thêm toàn bộ tất cả chương mục vừa tạo vào. Ngoại trừ chúng ta bỏ cái chưa được phân loại nha các bạn. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo vào phân cấp cha con như mình đã hướng dẫn rồi. Mình sẽ làm nhanh phần này thôi. Rồi mình cần một cái nữa, đó là cái trang chủ. Thì các bạn bấm vào trang chủ này, mình thêm vào. Rồi ở đây sửa chữ new là trang chủ xong. Rồi bây giờ chúng ta xem lại thứ tự trang chủ tin tức kiến thức case study marketing theo ngành. Trang chủ rồi tới tin tức, tin tức nằm ở dưới này, chúng ta kéo lên trên. Rồi tới kiến thức kéo là case study marketing theo ngành. Rồi như vậy đúng rồi ha, chúng ta bấm lưu menu. Rồi các bạn ra ngoài trang chủ, chúng ta F5 lại cái. Đây chúng ta đã có rồi ha, trang chủ tin tức nè, thương hiệu quốc tế trong nước, kiến thức marketing, case study marketing theo ngành. Lúc nãy là vì sao các bạn thấy trên trang chủ chúng ta có một cái logo đó là Tech News, nhưng mà tại sao cái hình này nó lại không có, các bạn kiểm tra lý do tại sao nó không tìm thấy. Tại vì lúc nãy các bạn nhớ mình có cái bước là chúng ta vào thư viện, chúng ta xóa hết tất cả hình ảnh rồi đúng không, cho nên là xóa luôn cái logo ở đây. Rồi mình sẽ up lại một cái logo nào đó, mình sẽ lựa một cái logo nào đó ha, mình sẽ up lại trên này cho nó có logo. Rồi phần top 3 ở đây nó cũng không cần thiết nè, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Rồi các bạn thấy nè, ở đây nè, tiếng Anh trending now chúng ta có thể dịch thành là xu hướng hay là gì đó ha. Rồi chúng ta xem stay connected chúng ta cũng thể dịch thành tiếng Việt nè, most popular cũng dịch thành tiếng Việt nè, tất cả những thứ on này cũng phải là dịch thành chữ tất cả nè. Rồi more là xem thêm, ví dụ vậy. Thì một cái website hoàn chỉnh là với cái ngôn ngữ nào thì nó chỉ hiển thị đúng cái ngôn ngữ đó thôi. Hiện tại các bạn nhìn thấy website của mình đang rất là tiếng Anh tiếng Việt lẫn lộn, như vậy chưa đúng mục đích yêu cầu đề ra. Trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh tiếp cái website này sao cho hoàn thiện. Rồi nội dung video này kết thúc. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc có thắc mắc gì, các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới video, mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn thấy hay có thể share và like video này với cộng đồng. À đừng quên đăng ký kênh, ngay bên dưới phần mô tả mình có để link đăng ký, các bạn chỉ cần bấm vào xong rồi chúng ta bấm nút đăng ký là được ha. À, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.